Ok, hello Đăng Minh. Hi. Hi con. Hi. Đăng Minh chào cô xin nào. Ok, how are you today? I'm good. I'm good. You're good. Ok, very good. Ok. Đăng Minh vào sớm nha con. Lần sau chỉ cần vào trước 5 phút thôi nhá. Cô thấy con vào từ 1 giờ 50. Lúc đấy cô vừa dạy xong một bạn. Ok, được rồi. Đăng Minh đã ôn tập từ mới của cô chưa nhỉ? Rồi đúng không? Thì cô hỏi Đăng Minh một số từ nhá. Thế cái tẩy là gì nhỉ? Cái cục tẩy, cục gôm là gì hả con? Là gì nhỉ? Eraser, không phải giờ nha. Eraser, để cho eraser, eraser, ok. Thế á, cái tủ tiếng Anh là gì? Cái tủ. Là bắt đầu bằng chữ C U P car cupboard được chưa cupboard được chưa nào ok thì cái bút chì tiếng Anh là gì bút chì tao mình trả lời cô pencil rất giỏi ok nào để ôn tập một chút về về đồ dùng học tập thì cô hãy xem cái tip này cho cô nha. Và đồ dùng học tập nó gọi là school supplies. Được chưa? Ok, thì bây giờ con sẽ xem nhé. Được chưa nào? Cái video này rất ngắn, chỉ có 3 phút 30 giây thôi. Nên là mình hãy chú ý xem cho cô và nhớ cho cô nhé. Đợi cô một chút. Đợi cô một chút nha. Ok. Nào xem và nhớ từ nha. Đăng Minh nhìn thấy màn hình của cô chưa? Yes. Ok, giờ xem nha. English sing sing. School supplies. What's in your backpack? It's my book. I can read. Book. Book. It's my notebook. I can write on it. Notebook. Notebook. These are my scissors. I can cut the paper. Scissors. Scissors. It's my glue. I can stick them with it. Glue. Glue. It's my tape. I can put them with it. Tape. Tape. Is this your pencil case? Yes, it is. Pencil case. Pencil case. What's in your pencil case? These are my pencils and pens. I like to write. Pencil. Pencil. Pen. Pen. It's my eraser. I can erase and write again. Eraser. Eraser. It's my highlighter. I can mark with it. Highlighter. Highlighter. It is my ruler. I like to measure. Ruler. Ruler. These are my color pencils. I can draw a rainbow. Color pencil. Color pencil. There are things for school in my backpack. Review. Book. Notebook. Scissors.
glue, tape, pencil case, pencil, pen, eraser, highlighter, ruler, color pencil. Okay, that is the end of the video clip. Chúng ta cùng hỏi một chút nhá. Thì keo là gì con nhỉ? Keo. Keo là gì hả con? Keo sắt. Chính xác. Thì cái kéo là gì hả con? Scissor. Đúng rồi, scissor. Đúng rồi. Thế tiếp theo cô hỏi, cái vở viết là gì con? Notebook. Notebook. Rất tốt. Tiếp theo cô muốn hỏi là cái bút chì màu là gì? Color pencil. Rất tốt. Ok, 10 điểm. Ok, nào hôm nay mình sẽ sang với Unit 3. Unit 23 cũng có cái chủ đề gần giống với cái chủ đề hôm trước. Chủ đề hôm trước của mình là in our bags and in our school. Đúng không nhỉ? Có nghĩa là trong cặp đi học và đến trường đúng không? Thì ở và ở trường đúng không? Thì hôm nay mình sẽ học cái chủ đề là at our school, ở trường học của chúng tôi. Được chưa nào? Ok, nào chúng ta sẽ đến với phần A. Write letters on the lines to complete the words. Trong bài này thì con sẽ phải viết từ vào các cái chỗ trống á, trên dòng kẻ á, để hoàn thành từ đúng. Được chưa? Cô ví dụ nhá. Nào, chúng ta sẽ có từ đầu tiên là từ này. Đúng chưa nào? Từ này nối với hình ảnh của cái gì đây con? Cái gì đây? Ok. Ok, chính xác. Chính vì thế nên là mình sẽ điền chữ book vào đầu tiên. Được chưa nào? Tương tự như thế, con có làm được các ô bên dưới không? Yeah. Yes. Ok, thì con làm đi. Làm xong cô sẽ chữa nhá. Các mình làm nhanh cho cô. Còn cái nào mà con không biết thì con cứ để đấy cho cô chữa nha. Ok, làm đi Long Minh. No. Từ nào mà con không biết thì con cứ để đấy để cô chữa nhé.
Con làm xong chưa Đông Minh? Ta làm xong chưa? Rồi hả? Cô chữa nhá. Nào, thì câu số 2 con điền là gì? Câu số 2 con điền là pet suitcase. Pháo suitcase, chính xác, rất tốt. Đấy là cái hộp bút, đúng rồi. Tiếp theo số 3 glass case. Chính xác, glass case. Nhớ nhá, phải có ES, kính luôn luôn, phải có số nhiều. Được chưa? Glass case. Ok, số 4 con cupboard. À, đọc lại cô nghe nào. Cupboard. À, đọc sai, à, đọc nhầm rồi, hôm trước cô dặn được mà. Đọc là cupboard. Đọc lại cho cô nhé. Cupboard. 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 Đọc đi con, đọc nhiều cho quen. Cupboard là cái tủ á, được chưa nào. Tiếp theo, số 5 con. Keyboard. Keyboard, chính xác là cái bàn phím máy tính, rất thông minh. Tiếp theo, whiteboard. À, whiteboard, được chưa? Đây là cái bảng trắng, được chưa? Whiteboard. Đùa thì thôi chứ, khoảng 7-7-4-9 phút là bọn là ba mẹ con mới tìm ra được cái từ đấy nè. À, từ nào cả? Cái từ glass case, 7-7-4-9 tiếng. Glassy case hả? Có phải cái từ nào không làm được thì con cứ để cô chữa mà. Nhớ nhá, đây là cái mắt kính. Chị con có ở đây. Cái đấy là cái hộp đựng kính, được chưa? Hộp đựng kính glassy case, nhớ nhá. Luôn luôn phải có số nhiều đối với kính, được chưa? Nó cũng giống giày ấy, nó luôn luôn có hai cái mắt kính mà, được chưa? Nào bây giờ con đọc cho cô nhá, Đăng Minh nhá. Đọc lại cho cô nào. Bookcase. Bookcase. Pencil case. Glasses case. Glasses case. Cupboard. Cupboard. Keyboard. Keyboard. Whiteboard. Whiteboard. Okay, rất tốt. Now, so do you have? Hôm nay con đã tìm ra một từ mới. Là gì? Là whiteboard. Whiteboard. Mình thường có chỉ là board. Ờ, đúng rồi. Bình thường ấy nó sẽ phân biệt như thế này. Con nghe cô nói nhá. Đấy là đối với những cái bảng tối màu ấy, bảng tối màu ví dụ như là bảng đen chẳng hạn, hay là những cái bảng màu sẫm, màu lá cây sẫm ấy, thì người ta sẽ sử dụng là blackboard, chưa? Blackboard. Còn đối với cái bảng trắng mà mình viết bằng cái bút gel á, được chưa? Thì người ta sẽ gọi là whiteboard, được chưa nào? Ok. Này thì Tăng Minh trả lời cho cô một số câu hỏi này. Do you have a bookcase? Do you have a bookcase? Yes. Yes. Ok. So do you like reading books? Do you like reading books? Nó có nghĩa là gì nhỉ? Câu hỏi Đăng Minh là sao nhỉ? Do you like reading books? Có nghĩa là gì con? Bạn có thích đọc sách không? Thế Đăng Minh trả lời đi. Bạn có thích đọc sách không? Yes or no? No? Ok. Lớn lên thì sẽ thích đọc thôi. Dần dần, được chưa nào? Ok. I think that reading books is very important. I like reading. Nhưng mà con lại thích đọc sách tiếng Anh. À, thế à? Rất tốt. Chơi game tiếng Anh. Ok. So do you like listening to English music? Do you like listening to English music? Con có thích nghe nhạc tiếng Anh không? Yeah. Yes. Ok. So, which singer do you like? Which singer do you adore? Con thích cái ca sĩ nào? Con thích ca sĩ nào? Which singer do you adore? Hâm mộ ca sĩ nào? Không biết tên. No, không biết tên. Ok. Nhớ nhá. Cái từ sing ca sĩ ấy, nhiều người hay đọc là singer, mà nó không phải singer nha con. Nó là singer. Được chưa? Singer. Đọc lại cho cô nào. Singer. Singer. Không phải G. Thôi con ạ. Singer. Singer. Đúng rồi. Nhớ nhá. Đấy. Rất nhiều người đọc nó là singer. Nhưng mà nó không phải singer. Nó là singer.
chưa? Singer, chưa? Cô cho nghe người nước ngoài đọc từ này nhá. Nghe nha. Singer, nghe này. Singer. Được chưa? Singer. Singer. Được chưa? Singer. Được chưa? Nó không phải g đâu nhá. Nó không có g. Nó singer. 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 Được chưa? Rõ chưa Đăng Minh? Ok, đó, mỗi ngày mình học thêm một tí nhá. Ok, nào. Ok, cái này học rồi. Ở đây, nó có một cái lưu ý cho con này. Ok, in compounds like these. Compounds nó gọi là danh từ ghép, được chưa? Đối với danh từ ghép như những cái danh từ dưới đây, which are made from two words. Vậy danh từ ghép là danh từ như thế nào? Danh từ ghép là danh từ... Sao con? Ủa? Sao con? Thì con nhớ là cái vừa nãy là con mở hình như là con chơi rồi. À, thế là à. Ok. Nhá, thì nghe cô giải thích này. Compounds là danh từ ghép, được chưa? Đối với những cái danh từ ghép như những cái danh từ này. Vậy thì danh từ ghép là gì? Danh từ ghép là danh từ kết tạo ra bởi sự kết hợp của hai từ, được chưa? Ví dụ nhá. Nào, Đăng Minh nhìn vào cho cô. Chúng ta có từ bookcase, đây là kết hợp của từ book và cái từ case. Book là quyển sách, case là cái giá đỡ ấy, nó thành tủ sách hoặc là giá sách. Cũng như là white là màu trắng, board là bảng thì thành bảng trắng, được chưa? Hay là cupboard cũng thế, hay là glassy case cũng thế, được chưa? Nó tạo bởi hai từ, được chưa? Từ ghép là một cái từ được tạo bởi hai từ riêng biệt, hai từ khác nhau, được chưa? Ghép lại thì trọng âm của nó luôn luôn sẽ vào từ thứ nhất, được chưa? Nó sẽ luôn luôn trọng âm vào từ nhất đối với danh từ ghép thôi nhá. Còn các loại từ khác cô không tính. Cô đang nói tới danh từ ghép là một từ tạo mới hai danh từ ghép lại. Đăng Minh hiểu chưa con? Ok, thì cô hỏi trọng âm là gì nhỉ? Trọng âm là cái âm mà mình sẽ đọc nhấn mạnh vào nó, được chưa? Đúng không? Đúng không? Đó, thì ví dụ đúng rồi. Ai mà đọc là bookcase là sai đúng không? Phải đọc là book case đúng không? Pencil case. Như là con nhớ gì? Con nhớ năm hiểu cho em mốt mẹ con cũng dạy cái này. À, mẹ con dạy hả? Ok, rất tốt, nhớ nhá. Danh từ ghép trọng âm luôn luôn vào âm tiết đầu tiên, được chưa? Vào cái danh từ đầu tiên á, được chưa? Con nghe thấy. Nó có nghe thấy những cái đúng kiểu là những cái số 11 ấy. Người ta sẽ những cái số giống kiểu 15 là người ta thì người ta sẽ đọc 13 là mạnh. Đúng rồi, thì đấy gọi là trọng âm, được chưa? Cái âm nào mà con đọc mạnh thì đấy là trọng âm 15, được chưa? Nào, tiếp theo mình sẽ học về phần ngữ pháp nhá. Cô nghĩ là cái này Đăng Minh biết rồi, được chưa? Nên là cô sẽ nói nhưng mà cô sẽ vẫn nói lại, được chưa? Thì đây là possessive adjective, đây gọi là tính từ sở hữu, được chưa? Tính từ sở hữu, được chưa? Chúng ta sẽ có hai cột. Ba cột chứ cô nhầm. Cột đầu tiên sẽ là subject pronoun, đây gọi là chủ ngữ đấy, được chưa? Được chưa? Đại từ làm chủ ngữ, được chưa? Nó là chủ ngữ. Possessive adjective ở đây là tính từ sở hữu, example là ví dụ, được chưa? Chủ ngữ là ai là tôi thì tính từ sở hữu là my là của tôi, được chưa? You là bạn thì your là của bạn. He là anh ấy thì his là của anh ấy. She là cô ấy thì her là của cô ấy. It là nó thì is là của nó. We là chúng tôi thì our là của chúng tôi. You là bạn thì your là của bạn. They là họ thì their là của họ. Đăng Minh có hiểu cái này không con? Con đã biết cái này chưa? Biết rồi đúng không? Được không? Và tí nữa cô vẫn sẽ chụp lại cái phần này để cô gửi trên Zalo cho mẹ nhé. Có gì mẹ cho con ôn tập lại, được chưa? Thì chúng ta có các ví dụ tương đương này. This is my sister. Đây là chị gái của tôi, được chưa? Wash your hands. Rửa tay của bạn đi, được chưa? This is his car. Đây là cái ô tô của anh ấy. Her name is Monica. Tên cô ấy là Monica. Its teeth are very sharp. Răng của nó thì rất là sắc, được chưa? We began our work at noon. Có nghĩa là chúng tôi bắt đầu công việc vào buổi trưa, được chưa? Is that your wallet? Đó có phải ví của bạn không? The house is near the city.
ngôi nhà của chúng tôi. Sorry, ngôi nhà của họ thì gần thành phố. Được chưa? Tuy nhiên thì ở đây cô không đồng ý ở ví dụ này. Cô không đồng ý với họ ở ví dụ này. Ơ, lát rồi. Đăng Minh nghe thấy cô không? Dạ. Yeah. Cô không di chuyển ở màn hình. Hello? Nghe thấy cô không? Con nghe thấy cô nhưng mà... Mà sao con? Để con thử xem. Ồ, cô đang không di chuyển ở màn hình. Oh no. Con thì di chuyển được. Oh yeah, thay được rồi. Ok, thôi không sao. Nó cô đang không di chuyển được màn hình, không hiểu tại sao. À được rồi, được rồi. Bây giờ lại không. Bị sao nhỉ? Đăng Minh xóa cho lý... Đăng Minh xóa cho cô. Đăng Minh có xóa được cho cô không? Cô xóa được tin nhắn. Hóa ra là cái, hóa ra là cái bọn linh tinh nó gửi. Ok. Cô vẫn bị đơ rồi. Thôi đợi một chút nó sẽ hết đơ đấy. Nào bây giờ cô sẽ giải thích là tại sao cô lại không đồng ý ở cái ví dụ ít nhá. Để cho cô giải thích này. Is teeth are very sharp, nghĩa răng của nó thì rất là sắc. Được chưa? Thế vậy mình hiểu it ở đây là nó thay thế cho một cái con động vật nào đó đúng không? Đúng không Đăng Minh? Đúng không? Đúng không con? Đúng không? Đúng không? Đăng Minh trả lời cô. Đúng không? Răng của nó mà là động vật đúng không? Tuy nhiên ấy, người ta ở đối với những cái nước phương Tây, những cái nước sử dụng tiếng Anh thì người ta sẽ không gọi con vật là nó. Được chưa? Con lưu ý cho cô nhá. Người ta sẽ không gọi con vật là nó. Động vật á, được chưa? Đặc biệt với những cái con thú cưng như là chó, là mèo, là chuột, vân vân thì người ta sẽ không gọi là nó đâu. Được chưa? Người ta sẽ gọi nó bằng he hoặc she. Nếu là giống cái thì gọi là she, nếu mà giống đực thì gọi là he, được chưa? Đó, thể hiện cái tính lịch sự, thể hiện cái tính văn minh, được chưa? Đó, chính vì thế nên là không ai thay thế động vật bằng it cả. Có một số tài liệu luôn luôn gọi động vật là it thì những cái tài liệu đấy con lưu ý cho cô nhá. Nó sẽ không ok lắm, nó sẽ không ổn với những cái tài liệu đó lắm, được chưa? Chính vì thế khi mà sau này con đọc văn, con đọc một cái đoạn văn bằng tiếng Anh hay là con ra nước ngoài chẳng hạn, khi mà con thấy ai đó chỉ con chó và ví dụ như là người ta hỏi con chó là ví dụ how old is he, là con chó chó của bạn được bao nhiêu tuổi rồi, được chưa? Thì người ta sẽ trả lời là she, ví dụ she is 2 years old chẳng hạn, thì con chó của tôi được 2 tuổi rồi, được chưa? Thì đó, she, người ta sẽ sử dụng những cái thay thế của người dành cho động vật, được chưa? Chứ không ai sử dụng là it cả, được chưa? Rất ít, được chưa? Đang mình hiểu không con? Yeah. Ok, nhớ nhá. Nhưng mà cô đang không di chuyển được màn hình, chết rồi, bây giờ như nào nhỉ? Điên quá. Phải như nào nhỉ Đăng Minh à? Cô có nghe thấy con nói không? Cô có, nhưng mà cô đang không ấn được màn hình á. Không hiểu. Oh no. Đăng Minh ơi, đằng nào cũng phải thoát ra để cô khởi động lại máy, nên là con thoát ra vào lại giúp cô nhá, được không? Nhưng mà cô sợ là nó sẽ bị mất cái recording của cô. Tức thế nhỉ? Sao cô phải làm sao? Con không biết là sao đấy, con phải lại thợ sửa máy tính. À được rồi Đăng Minh ạ. Được rồi, cô làm được rồi. Ok, nó hết đơ rồi. Chắc là cô lưu nhiều quá đấy. Rồi, bây giờ Đăng Minh thoát ra và lại giúp cô nhá. Thoát ra và lại giúp cô. Dạ. Dạ.